Rồi, hello, chào anh em. Nay hàng mình nó về nè. Nay khui ra cho anh em xem xong rồi mình bắt đầu mới giới thiệu từng chi tiết như những cái video trước ha. Nay coi nó về có cái món gì đây. Đây, đá mài kim. Đây, bỏ xuống đi. Không có, bỏ xuống đá mài kim thân 800. Mình lấy mẫu về thử, nếu mà thấy bán ok thì mình mới lấy thêm. Đây là bộ đục, gạch gang, bộ đục Mokuba, đục lỗ, đục mấy rồi đó, hàng nội địa Nhật luôn ha. Đó. Bộ này lâu lắm rồi không gà, mình không có về nè, mới về đây. Đây là thước ke, của Tesco, ke này, hàng này hàng của Made in Japan đây nè, đây dán tem này ha. Đó. Đây là món gì đây, chổi cước. Hai lần này mình về 30 cây chổi cước nè, hy vọng là đủ ha, tại vì chiến rồi thì quá trời nhiều anh em hỏi mà không đủ bán. Rồi góc này ra, cái này thì về chắc được 50 mấy mặt hàng. Đây, bộ lục giác special ha, lục giác này là lục giác nó dòng lý mịch, dòng giới hạn kỷ niệm đó. Cái này nó được có, mình mua được có 3 bộ thôi đó, là hết luôn đó anh em. Cho nên anh em nào chốt được là ấy ha, lấy như là của sưu tầm luôn đó. Đây là cái chiếc tô vít miệng lớn nè, miệng lớn đây dặn những cái con tán nhựa, những con tán mà nó có cái đầu rất là bự á. Nè anh em thấy không, cái này rất là cần thiết ha. Cưa, này bán rồi, có về rồi. Nói chung cái này thì về cũng hàng mới thì cũng số lượng có giới hạn thôi. Đây, này là cái đồng hồ đo lốp xe của hãng SK11 nè ha, nữa mình sẽ chi tiết giới thiệu chi tiết hơn, giá sẽ báo chi tiết hơn. Đây, dịch này ra cái gì đây, này như là cái đầu của bắn to hay sao. À, đây là cái đầu tiếp của thằng hãng Vessel nè. Đây nó là 5 đầu, 8, 10, 12, 13, 4 đó. Cái loại này anh em mua cũng nhiều, cái này cũng có luôn. Rồi, vũa gỗ, cái này ra. Đây là cái mô lết tự động của Aigo ha. Đó, cái dòng này nó làm đã lắm anh em ơi, cái giày kinh luôn của hãng Aigo, hàng xịn đó, cao cấp. 500, cái này là nhặt ốc rơi của hãng Romos, cái này hết đã lắm. Cái này ba kia nó đây nó để là 3,5 kg nè, 1,5 kg mình hết lên vẫn được. Rồi, cái này cái gì đây? À, cái này là cái mồi lết của hãng Top. Mấy toàn luôn ha, đã không? Hàng xịn không đó. Mồi lết rồi cờ lê của Tone. Bộ lục giác mới toàn luôn của Asahi. Rồi, đã tiếp. Đây là cái kìm chết của Babic nè. Ở Nhật thì nó kìm chết hiện tại là có 3 hãng nó làm, Kakuta, Babic với Lobster. Còn những cái hãng khác thì đa số là OEM kiểm chất á. Này là nó sản xuất luôn nè. Mẫu mới của hãng Babic. Còn đây là bộ đột của Tone. Tức là chiếc này mình về hai bộ ha. Một bộ của Tone, bộ Tone thì nó mắc tiền hơn cái bộ của thằng Mokuba. Nó chỉ có khác nhau cái là cái chỗ nó cái cán này nó có cái bọc cao su để cầm nó êm tay ha. Này là búa của W. Cái này là mình đặt đơn hàng của công ty nào ở ngoài miền Bắc á,
Đặt hình như là anh đặt đây 4-5 cây vậy đó. Về là giao luôn á. Tiếp tục. Thùng này to quá trời to luôn nè. Này chắc cũng nhiều đồ lắm á. Kìm kìm mát đây nè, anh em nào đang kiếm nè, đang kiếm kìm mát thì chiếc này về ha, này mình có hàng nè, kìm kìm mát của cái đó nào đi Nhật luôn đó. Đây cái sản phẩm mới của mình mới về, này là mình chưa bán lần nào nè. Cái này là cái gọc cáp của hãng Vessel, là những cái sợi dây nó bự quá thì cái kìm tứ kỳ điện mình nó không giải quyết được thì phải sử dụng tới cái này để mà gọc ha, của hãng Vessel. Mình lấy chỉ có 3 cây này thôi, về làm mẫu nếu như mà anh em thấy mua được thì mình mới lấy thêm. Năm mươi mấy mặt hàng này anh em, nhiều lắm. Có cái thì mình đã quay rồi, có cái thì mình chưa. Đây là cái cuộn dây tứ vườn, nhưng mà cái loại này thì chiếc này là cái loại mới, cái này cũng là hãng nó mới ra luôn, mẫu mới, cái màu của nó cũng khá là sang, của hãng Takari nè. Cái này thì cái súng xịt nó nhìn nó giống như cái súng vậy đó. Cái này thì xuất xứ ở đâu thì mình chưa có xem kỹ, để nữa mình coi lại cái chung. Nhưng mà hãng Takari này là chuyên về cái những cái dụng cụ làm vườn này thì chắc ăn lại xịn rồi ha. Mũi vít bắn thịt cao. Đây, mũi vít này dành cho những anh em mà nó chuyên làm chăn thịt cao nè ha. Là nó bắn tới đây thì nó sẽ ngừng, cái con vít của mình nó sẽ không có lún sâu vô làm bể cái thịt cao. Đó. Có cái luôn. Mũi này chắc mình như là hơn 300 ngàn hay gì. Còn đây là cái chiếc này về cái mỏ lết bự hơn, chà bá luôn. UM46 của thằng Lobster, dòng 2 bus ha. Made in Japan nè. Cây này chiều dài của nó khoảng chắc 2 tấc rưỡi quá, mà cái mở miệng nó mở ra tới 46 ly đằng này. 46 ly. Rồi. Tiếp tục. Đây là búa ha, búa nó vô nữa, búa nó vô nhưng mà cái loại búa cán liền. Đây là thùng đồ nghề. Rồi chậm lên luôn. Đồ nghề của Tesco bán rất là chạy. Thước cặp Shinwa, thước cặp cơ. Đây có thước cặp điện tử, thước cặp cơ mình chưa có giới thiệu, chưa có bán lần nào, nhập thêm về bán nè. Của Shinwa giá nói chung cũng tốt chứ không phải là quá cao. Nếu mà thước xịn nhất thì chỉ có Mitotoyo của Nhật thôi. Mitotoyo Nhật khá là mắc, nếu một cái như thế này thì nó gấp 3 lần cái giá này của thằng này. Đây nè, cái loại mũi vít này nè, gạch em. Cái này thì của thằng Anet luôn, nhưng mà nó có cái đặc biệt cái này. Mình lấy chiếc này, mình lấy cái này về cho anh em là những anh em mà xài máy Mỹ á. Thì cái mũi vít này nó xài hai loại máy luôn, là chuẩn đuôi dài và chuẩn đuôi ngắn luôn nè, chung một máy luôn. Anh em nào xài vít Mỹ thì cũng có máy bắn vít Mỹ thì có thể gắn cái này được nè. Đó. Rồi một cái đầu bự ha, gắn máy bắn vít luôn. Cái này thì nè, dạng những ốc lớn á, nhưng mà cái này gắn vô trong máy bắn vít của Anet ha. Đủ loại. Thay vì cái tay cầm thì anh em có thể gắn máy bắn vít. Này thì đầu chuyển đổi thì quen rồi, cái đầu chuyển đổi từ 6.35 sang 1/2 ha. Đây là mở một cái kính bảo hộ nè, coi chừng gạch, coi chừng trúng kính. Kính bảo hộ ha. Kính bảo hộ này thì chuyến gọi anh em về quá trời hỏi luôn. Hàng nội địa Nhật. Kính chuẩn zip
Made in Japan luôn, đã lắm. Mũi vít nữa nè, mũi vít qua nét, cái loại này thì là nó tròn. Nhất là những cái bình ắc quy anh em, những cái bình ắc quy lớn anh em thấy có những cái nút phải không? Thì cái này nè, nó dặn nè, nếu mà anh em dặn bằng cái vít bình thường của mình á thì nó sẽ tét, dễ bị tét con ốc lắm. Này, con này khui ra luôn. Đây, cái loại búa này anh em cũng hỏi nhiều lắm. Chung giá cũng hơi chát. Nó 900 mấy chục ngàn một cây. À cái loại này thì nó 600 mấy ngàn, cái loại kia nó 900 mấy. À, loại này cắn cắn liền luôn nè. Của Doc Yu ha. Doc Yu. Ai. Cười ra. Còn thùng nữa. Cái này mình về khoảng con 110 kg thôi, 179 nè. Năm mươi mấy mặt hàng. Anh em xem đăng ký kênh với mà mua hàng thì có thể lên website dụng cụ 24 á để tham khảo thêm, có giá có chi tiết hết. Cái này nha, cái này là cái kéo mà anh em quan tâm lắm nè. Nhưng mà mình nghĩ là cái chuyến này thì lúc trước thì giá nó rẻ là do mình mua hàng cũ, còn cái này là hàng mình hàng nhập mới luôn, là kéo cắt của chop của mặt veo đó. Nó có cái chia góc luôn nè, để mình cắt nẹp á, cắt nẹp điện á, chia góc luôn. Có chia góc thì dễ cắt lắm, Made in Japan luôn. Nhưng mà chiếc này hàng mới chắc hơi bị mắc. Giá cũng chắc mình nghĩ nó cũng khoảng 800 ngàn một cây á. Đây cái này nữa nè, này là rất là độc đáo, đó là cái cử dùng để mài cái mũi đục ha. Anh em nào mà xài mũi đục mà lâu ngày nó bị cùng rồi đó, mài mình không biết mài sao cho nó bén thì mua cái này. Cái này nó có cái cử nó nghiêng góc nè, anh em mài nó sẽ dễ mài hơn rất là nhiều thay vì mình mài bằng tay. Đây là cái cờ lê nhanh, cờ lê nhanh của hãng Nice, cờ lê nhanh này là từ tính thử từ đây. Tu vít của thằng Quốc Thế Điện của Vietcell nè, bán cũng nhiều lắm nha anh em. Chuyến này mình về 15 cây. Cái này hôm trước mình về hôm như là khoảng 10 ngày trước hay gì đó mà hết rồi. Cái này về 15 cây nữa nè. Cái thằng Vietcell này thì nó sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà nó được cái là nó dày dặn hơn thằng Anet, không biết sao nữa. Rồi thêm mở này ra, cái này nè, thước rất là đẹp luôn, thước cuộn của thằng Kades, bọc luôn nè. Ồ, làm đẹp không, cái vỏ bên ngoài Kades làm chuyên về thước, nhìn bóng bẩy vô cùng ha. Cây này chắc hình như là 400 mấy vậy anh em, nó hai mặt anh em, một mặt đứng và một mặt đây nè, và cái này nó chống chói nữa, lá thước rất là dày ha. Hình như mình nhớ là 400 mấy vậy đó, 400 mấy 500 ngàn gì một cây á. Này là gì đây? Hình như là em nhớ xem, nhớ bấm đăng ký kênh nha. Có những anh hỏi sao nó không thông báo cho mình á, tức là mỗi ngày em phải khi mà có video lên đó thì mình xem, dành thời gian mình xem một chút xíu á thì nó mới báo cho mình. Đây một cái tủ vít lùng của hãng Top, hôm trước mình có nói là mình sẽ về nè. Gì đây, ngày chắc búa được quá, búa OH, búa OH này là búa cái loại vừa một đầu cán cao su vừa một đầu là kim loại ha, hai chức năng vô một. Cái này là xay nó dễ sử dụng nhất, nó gọn, kéo các cành ARS. Đây các cành này thì nó gọn anh em, cái này nó kích thước của nó là 180, cắt được cái cành 15 ly nha, cành 15 ly á, cành 15 ly là cũng bự lắm á, hàng Made in Japan luôn. Cây này hôm trước mình bán lâu lắm rồi mình không bán, này có nhiều anh em hỏi tại vì mình thấy mình bán Okatsune rồi nên không có bán cái này, nhưng nhiều anh em hỏi nên mình nhập về luôn. À, dao gọt giấy đã về đến nơi, anh nào hôm trước chưa mua được thì có thể lên website anh em mua. Website hiện tại là như có chương trình đó, khuyến mãi là
giảm 5% đó ha. Đây, cán bằng bằng nhựa. Mình còn nhập thêm một cái loại nữa. Cái này khỏi đi, cái này hôm trước mới quay. Đây, cái này ra. Thấy màu đỏ là biết ngay là con tôm luộc rồi ha. Của hãng Lobster. Này, mặt cái nút này. À, Lobster, mỗi lết. Này về là giao mấy cây luôn rồi đó. Có người đặt sẵn rồi đó. Này, này là cưa. Cưa này mình mà có anh hỏi sao không lấy cưa xưa ARS. Thì mình nói là cái cưa ARS thật ra nó không có bằng cái cưa này đâu. Cái cưa này là cái hãng này là nó ra đời trước thằng ARS nữa. Nói chung là xịn hơn ARS. Dĩ nhiên giá thành của nó mắc hơn thằng ARS. ARS được cái là nó nhẹ hơn. Nó làm cái mẫu nhẹ hơn. Đây là cái bộ mũi khoan hôm trước có anh đặt, khi nào về thì giao. Đây, một cái mũi khoan của SK11 gồm có là 32 chi tiết, đầy đủ hết trong này luôn. Mũi khoan tầng, mũi khoan sắt, mũi khoan gỗ, mũi bắc vít. Đó, 1,000,000 bộ đó, là đầy đủ luôn. Giao gọc giấy 34B alpha nè, đã về. Đã có luôn cho anh em luôn. Đây như là cưa. Chứ sau mình sẽ về cái này chắc 50 cây luôn á. Chiếc này lỡ đặt rồi, nó có 10 cây thôi, mình chắc ăn là sẽ 10 cây em không đủ bán. Này luôn. Là gì đây? Em xem nhớ đăng ký kênh nha, đăng ký kênh. À, đây. Bộ tôi vít này nữa về nữa. Của Vessel. Ngược lại. Cưa tai. Cưa gỗ ha. Cưa của hãng hình như là của Ryokucho hay gì đây nè. Đây là loại lưỡi mỏng á, dùng để là cắt mỏng gỗ. Cắt nó sẽ chính xác hơn. Chung là hàng mới không anh em ơi. Hàng mới. Còn này là cái bộ vít này của thằng KTC hôm trước có anh lại đây anh đặt trước nè, anh đặt một bộ, anh hỏi khi nào về thì báo ảnh này. Này thì nó có cái khay sẵn luôn. Cái khay này dùng để, tại sao nó làm cái khay này thằng, là nó để trong cái thùng của nó luôn. Cái khay này nè, để vô là để ngay chân luôn, cái khay này rất là dày. Anh mua anh kiếm cái khay này để vô như vậy. Rồi, đó. Cộng lại là có 50+ mặt hàng, rất là gọn luôn ha. Mỗi cái chút mà nó cái nào mà khi nào mình bán nhiều thì mình mới nhập nhiều thôi. Này là mỗi laptop nè, top làm rất là đẹp luôn em. Mỗi laptop tơ là thở phê, nhìn cái là phê rồi. Made in Japan. Không, đây là cái dòng mà hãng Lobster nó độc quyền, tức là những cái hãng sau này nó làm na ná giống thôi, nhưng mà nó không có giống như cái thằng này ha. Nó khác biệt. Đây là cái này là nó đi đầu, cho nên là nếu mà thiết kế thì cũng phải khác nó mới được, chứ không có được giống nó. Rồi, đó là những mình quay sơ ngang cho anh em xem lại ha. Anh em chờ mình lên video kỹ hơn ha. Còn anh em nào muốn lên website á, tới những sản phẩm nào mình đã giới thiệu rồi, khi nào hàng về thì mình để cập nhật cái số lượng lên lại. Anh em đặt ở trên đó luôn cho nó dễ. Cái này là của thằng Tesco nè, Made in Japan. À, thằng này nó về nó cái tem nó lúc nào nó cũng dán vậy nè. Này cái tem này nó dán chứ mình không có dán đâu nha. Nè cái tem khui ra anh em thấy đó. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian để xem video nha. Anh em nhớ đăng ký kênh để đừng không có bỏ lỡ những cái video hấp dẫn. Chào anh em.